Chào mọi người, hôm nay Nhân Nhân sẽ tái chế những miếng nhựa bọc phía ngoài của hoa đồng tiền thành một loài hoa mà sẽ có rất là nhiều người biết về truyền thuyết của nó. Một loài hoa mà có hoa thì không có lá, có lá thì không có hoa. Hoa và lá không thể gặp nhau, đó là hoa bỉ ngạn.